bão. Vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu? Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều? Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta cuộc đời, để biết mình lớn rồi nên là bài không thuộc rồi.